Lại nữa, này xá lợi tử có đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, có thể theo thứ lớp mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chuyển diệu pháp luân, độ thoát vô lượng, vô số hữu tình, giúp họ được lợi ích an lạc thù thắng, nhập vào cảnh giới vô dư y Niết Bàn. Sau khi nhập Niết Bàn thì chánh pháp đã nói trước kia, được trụ một kiếp hay hơn một kiếp làm lợi ích cho vô số các loại hữu tình lại nữa này xá lợi tử có đại bồ tát từ lúc mới phát tâm có thể tương ứng với bát nhã ba la mật đa cùng vô lượng vô số trăm ngàn câu chi na gô ta đại bồ tát cúng dường cùng nhau dạo chơi các cõi phật rồi cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn làm thành tựu các hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi phật lại nữa này xá lợi tử có đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa được bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc và ở trong đó có thể sinh hoạt tự tại nghĩa là trước tiên nhập sơ tịnh lự ra khỏi sơ tịnh lự nhập vào diệt đẳng trí ra khỏi diệt đẳng trí nhập vào tịnh lự thứ hai ra khỏi tịnh lự thứ hai và nhập vào diệt đẳng trí ra khỏi diệt đẳng trí nhập vào tịnh lự thứ ba ra khỏi tịnh lự thứ ba nhập vào diệt đẳng trí ra khỏi diệt đẳng trí nhập vào tịnh lự thứ tư ra khỏi tịnh lự thứ tư nhập vào diệt đẳng trí ra khỏi diệt đẳng trí nhập vào không vô biên xứ ra khỏi không vô biên xứ nhập vào diệt đẳng trí ra khỏi diệt đẳng trí, nhập vào thức vô biên xứ, ra khỏi thức vô biên xứ, nhập vào diệt đẳng trí, ra khỏi diệt đẳng trí, nhập vào vô sở hữu xứ, ra khỏi vô sở hữu xứ, nhập vào diệt đẳng trí, ra khỏi diệt đẳng trí, nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta khỏi